Được cái lòng tình cảm của cô này thì mới hóa cô này thành cái tảng đá này. Kẹt cái chân ở chính giữa là chính cái chân em kẹt xuống đúng rồi, chân này kẹt lại. Cái này kẹt lại giữa hai giữa hai nhánh cây. Thậm chí một lần ra đi cả ba tính mạng chỉ trong vòng một đợt thôi. Tại vì đó tại thì Quang đã tới gì em? Thị trấn Krông Bông Đắk Lắk. Thì hành trình này gồm có là bạn gái xinh đẹp này, đó là bạn An Khương Đinh, bạn Hữu Vinh, chú đó Thái. Dạ chào chú. Dạ chào hai người trước đi. Dạ rồi, hai người trước đi, Hữu Vinh với anh Thái đi. Okay. Dạ. Chào chú. Dạ cởi khẩu trang ra coi. Thôi một... chưa rửa mặt. Chúng ta sẽ đi với nhau khoảng 4 ngày 3 đêm thì làm sao mà không thấy được cái mặt. Dạ. Rồi cho nên là mình sẽ gặp bạn nữ thì nhiều hơn. Tại vì trời là đầu tiên quay phim phải lùng xuống gì nào mới hợp được. Thôi em cũng kéo nha. Đi tạm tạm đi. Đây là cái hòm của anh em. Tao ngủ đâu? Em còn ngủ đâu? Ngủ đó. Cậu hai ngủ đây chi? Ngủ đâu? Giống mà ông đó ngủ kìa. Này cái bùi. Cô này phải là bùi không cô? Bùi mình móc cái dây thôi. Móc vô cái gì ha? Ngay từ ngay. Đi rẫy hôm qua hái ớt hái cà. Dạ. Cô anh gì là cô được cô tên gì cô? Anh kiếm mà. Cô là tên anh Mỹ Hồng Mai, tên thường gọi của cô đó. Dạ. Còn cô tên khai sinh thì họ khác. Còn đó con ha. Con tên Quang. Tên Quang hả? Dạ. Sao cô thấy trong cái ấy của con là Quang Châu hả? Cô chị tôi có xem hả? Cảm ơn cô nhiều. Ủa, ai chị có xem hả? Cảm ơn cô. Chí này là con có duyên con về nhà cô ha. Ở đây mấy ngày. Bất ngờ cô cũng có coi kênh con. Khi mình để cái đồ mà mình giả gì đó, để ớt á, nó có một cái hay rất là hay á. Đây nè, cái cối này. Dạ. Kia là cái cối lớn kìa, cái này cái cối nhỏ. Mình giả gì nên nó cái cây của ớt nó không vô mắt mình cho nên nó rất là tốt đó cô ha. Ở đây là phân bò người ta cũng bán, người ta trồng làm phân á, người ta bán. Rồi đây thôi, ở làng đây ta gọi là bun cha, là chi chi mà ở đây đọc là cha, gọi là bun cha của huyện Krông Bông của Đắk Lắk. Cái bun nó nhỏ cái làng đúng không em trai? Vậy hả? Ở không khí đây thì không có lạnh lắm. Tại vì hổm ngày quăng đi á, mắt đi vô tình á thì bị ô nhiễm á, mắt bị bụi, cái mình mua thuốc nhỏ mắt. Nhỏ hoài á, suốt đêm luôn, sáng thức dậy mắt sưng. Tại vì nó được bị đọng nước á. Chừng từ đây tới chiều ngày mai là mắt nó hết sưng à. Nếu mà chúng ta buổi tối ta uống nước nhiều á, ta ngủ nhiều á thì sáng thức dậy mắt chúng ta cũng sưng á, quăng sưng bên đây nè. Mà cũng sao, nói chung cũng kỷ niệm. Rồi vậy vô trống soạn đồ để đi ăn sáng để bắt đầu một cuộc hành trình mới tại thì lông đuôi voi, tức là lông cái đuôi của con voi nó có lông, mình bứt mình làm nhặt đó. Do nó nhiều lông lắm. Thôi bây giờ con voi nó chịu lũi rồi. Đi được luôn vậy? Đi được luôn vậy? Đi được luôn.
nghe mùi đồ ăn nè. Ăn vừa được nghe nhạc miễn phí nữa. Nhạc miễn phí nữa. Rồi mời mọi người nha, mời anh em nha. Hiện tại thì Quang đang có mặt tại thác gì anh? Thác Krông Ma Mar. Krông Ma của? Krông Ma Mar. Krông tức là dòng. Đây là dòng này, dòng này. Krông Ma Mar là tên riêng. Dạ. Thủa của Krông Bông, Đắk Lắk. Xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông. Thì đây là một cái cuộc hành trình khá là thú vị để Quang tìm về một cái những cái nơi đặc biệt của Tây Nguyên, tìm đến những cái vùng đất mới lạ, cũng như là tham quan và đi tìm những cái điều huyền bí của Tây Nguyên, đặc biệt là của Đắk Lắk. Thì anh đây là anh Yên, thì anh Yên có thể giới thiệu sơ lược anh ở đây là bao nhiêu năm rồi anh Yên? Anh ở đây thì đúng đây là đúng tròn 30 năm đây. 30 năm. Dạ. Thì anh Yên ở đây là người mình là người đồng bào gì anh Yên? Ở đây là thuộc hai dân tộc chính. Dạ. Là người bản địa nha, là dạ. Người dân tộc Ede với là dân tộc Mơ Nông. Mơ Nông. Anh được sự giao thoa của hai dân tộc. À. Bố anh là người Mơ Nông. À. Còn anh là người, mẹ anh là người Ede. Ede. Dạ, tối nay mình được nói chuyện với cô chú để chia sẻ những câu chuyện rất là hay tại cái vùng đất này. Thì anh em đi về dài ha. Thì cái thác này nó có cái gì linh thiêng không? Em thấy đi gần gần ở đây có rất là nhiều cái nhang người ta đốt, người ta cúng trong cái ở đây. Đây thì nói chung nơi trước đây mà chưa làm thủy điện á, nó một là những cái khu gọi là nguyên sinh, nó có những cái những cái điều mình kiêng kỵ này kia, người ta nói mà rừng thiêng nước độc này kia, nói chung thì mình có thờ có thiêng. Và trong khu vực này thì cũng nhiều người đến đây gọi là người ta chết tại cái khu vực này, cho nên người ta mới đốt nhang, người ta đến đây người ta cúng, người ta đốt nhang ở đây. Hôm trước thì nghe anh kể đây có một cái mẫu chuyện rất là hay về cái hòn đá đặc biệt trong cái khu vực này, thì anh có thể chỉ em cái hòn đá đó được không? Hòn đá đấy là đi đường này đúng không ta? Ta sẽ đi đường này. Như đây nè anh Quang này, đây là cây cornea cổ thụ này, thấy không? Ôi ôi, cây cornea này quá to luôn. Như vậy là cây cornea ở đây là có thể là một cái loài cây gọi là đặc trưng của dân tộc Ede. Cây đặc trưng luôn. À. Từ thời xa xưa luôn. Nó gắn bó với những cái văn hóa khóa phong tục tập quán của người Ede lẫn người Mơ Nông luôn. Nó có cái câu nói gì Ede nè, không phải câu hát ấy. Câu hát gì của cái gì mà ơi bông cây cornea đó, nó có một cái bài hát thôi, mình thì rất tiếc là mình lại không thuộc lời. Ơi đây là Quang thấy không, nguyên cái cây cornea hết này. Đây là cái cây cornea mà bị cây đa nó bọc lại nè. Khu này là tuôn nghiêng này. Tức là tại sao mà mỗi cái vùng đó là một cái tên như vậy, tức là các người đó đến đó hoặc là họ chết tại đó hay là như thế nào họ đặt cái tên đó luôn? Theo như chỗ ông bà mình á, nói thì là một phần á là họ lấy cái tên mà cái người mà gọi là đứng đầu trong cái bộ tộc đó, là cái người mà đi khai phá đó. Là thứ hai nữa là cái người khai phá đầu tiên mà trong cái bộ tộc đó mà mất đi á, là rồi. Xe người ta sẽ lấy cái tên riêng của cái người đó đặt cho cái khu cái rừng đó, cái vùng rừng đó. Hoặc là con suối cũng vậy luôn. Gắn này gắn gì anh? Cặp nia. Không phải cặp nia đâu. Tại vì ở đây nó nhiều loài rắn lắm, cả mấy chục loài mà trong sách mà. Cái này có đọc không em gái? Cặp nia là vàng đen. Đúng rồi, cặp nia. Tại vì ở đây đa số là mình ở đây là rừng nhiệt đới mà nó nhiều lắm. Con cặp nia mà cắn cái là ăn hành nha cả nhà.
mà ở đây thì nên gặp nó, nên dứt nó đi chỗ khác chứ đừng có đập nó như thế này. Ăn không? Hành là ngậm củ tỏi luôn á. Ăn là ngậm củ tỏi luôn á. Ê gắn gắn. Ô rắn này đó. Gắn gắn gắn. Gắn lục chui kia rồi, chui kia rồi. Tại vì đó, đó đó. Có nữa. Nhiều dữ vậy ta. Bành kia luôn. Thấy không? Nằm bên kia kìa, đi qua đây. Đi qua đây, qua đây. Nhiều khi rắn lục nó ở trên mấy cái cây rồi nhỏ nhỏ, nhỏ thôi mà nó núp à. Ở đây là đi được không ta, hay là đi hướng này hay đi hướng trên đây? Đi được hướng trên này. Ôi ôi đẹp quá nè. Oh. Như kiến đây này anh Quang, giới thiệu luôn cái món ăn cũng đặc sản của người bản địa luôn. Đây, kiến đỏ này. Con thấy không? Là lấy con kiến đó mà làm muối chấm đúng không? À, mình làm muối chấm hay là mình nấu canh chua rồi mình làm gỏi bóp đồ này kia này. Là bỏ kiến đó vô. Đó, bỏ kiến này vô. À, rất tuyệt vời. Này do người ta làm là tự nhiên. À đúng rồi. Đấy tự nhiên đấy. Ôi tự nhiên sao thành trái tim vậy? Tự nhiên. Người ta làm không quên. Sao có hình trái tim mày ngộ hả? Phải không? Bóng hới luôn nè. Lên trên kia Thái, lên đá trượt hả? À tiếp tục ha. À lên đá trượt đi, lên đường này anh. Đi lên đá trượt nè. À. Đây đang ban ngày mà thấy trời tối thui đúng không? Tại vì mình ban ngày mình mà trời tối quá đúng không? Mà đâu? Có nước uống không? Đây mọi người thấy không? Đây là bình nước rất là hay. Rút ra, mở ra. Uống. Uống đây. Đây nè. Rồi. Hốt rồi. Cắn vô không? Trên ngọn là lan không kìa không? À, đa số ở đây là cứ có cây cổ thụ là có lan. Lan, lan rừng nha. Lan rừng. Kìa, còn thấy không trên kìa. Hai, ba loại lan kìa trên kìa. Bây giờ mình đi đường nào? Dạ, xuống đây hả? Chạy hướng xuống này đi. À, lên hay nữa. Là lên trên, anh Quang thích lên đúng không? Lên nữa đi, lên nữa đi. À, rau này gọi là lá bay này. À, tàu bay. Lá bay. Lá bay chứ không phải tàu bay hả? Lá bay chứ không phải tàu bay. Này mình ăn được mà mình phải sao? Xào với cá khô hay là với thịt này kia. Ăn sống được không? Ờ, không, ăn sống được, có cái lá kia mình mới ăn sống được. Không, thật sự Quang đang giỡn với bạn, Quang không ăn. Làm lại nha. Đây. Ôi đẹp quá cả nhà ơi, đứng đây nhìn nè. Mình phải tận hưởng đi. Ô. Ô. Chừng lắm cả nhà ơi. Ok. Ôi ôi. Khoan anh ơi, đẹp quá.
Thôi ơi, quá đẹp. À, Quang có đi thác Cha Bơ ở ở Phan Rang. Cha Bơ. Rồi nhiều loại thác, rất là nhiều cái thác ở Việt Nam mình, nhưng mà cái thác này lại cho cái cảm giác là nó dài. Ở Nha Trang cũng đi một cái thác nữa, thác tự nhiên quên rồi ta. Thác Mẹ Tây Lầu. À. Nó dài nè, nhưng nó cũng không có đá nhiều như thế này. Cái thác này đặc biệt là nãy em đi xung quanh em thấy đá rất là nhiều. Đá. Nó chảy dài lên luôn gì. Yeah. Và đá rất là đẹp. Ôi ôi, cái đá này nó lạ, sao nhìn nó quánh, ta? Ừ, nước. Nước hả? Ờ, nước luôn nè, nó chảy. Nó, ha. Ờ, như 3D vậy đó. Là đẹp ghê ha. Ôi ôi, nhìn kìa. Ở dưới nó kìa. Wow. Cái này là đá gì, gọi là đá gì anh? Granite hả? Granite. Ôi ôi, nhìn kìa, long lanh. Granite hay dân mình hay gọi là đá hoa cương á. Dạ. Yeah. Mình đi mình phải làm màu một xíu. Nè, cho bộ đi một giò làm màu á. Thôi bỏ đi. Ôi ôi, nhìn đã quá. Quá bự luôn. Đá quá trời đá kìa. Bay nha. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhìn một cô gái bay qua. Ôi. Trời ơi, cái một mà. Thái cái chuột này cho em. Đã vậy. Ủa, cái này phải là thác chuột ta bướm. Đẹp quá. Ở đây á, thường là cái mùa mà người ta đến đây du lịch thường xuyên là mùa nào anh ha? Ờ, chủ yếu là ngày Tết nè. À. Tết này lễ thì lâu lâu thì cũng có khách Tây đồ này kia. Cái đây là người ta tắm nhiều nhất ở đây trong khu vực này. À, thường người ta đa số lên đây á, là các những người mà biết á, hoặc có người mà dẫn đi á, là người ta mới biết chỗ này. À. À, chứ còn người ta đa số ở dưới kia. À. Chứ khu này tắm trượt đây là ít người biết. Ít người biết lắm ha. Chỉ có Tết đồ này kia, tại vì ở dưới kia chặt á, người ta cứ lên dần vậy nè. Như ở đây thì có cái sự linh thiêng nào không trong cái khu vực này đó? Hồi đó giờ ở đây người ta tắm, người ta có bị cái gì hay không? Ờ, khu nói chung là khi như mình đã nói từ đầu á, thì từ dưới mà lên tới trên đây hay là lên trên tới đầu nguồn luôn là đều có sự linh thiêng hết. Ngọt lắm á. Hồi đó giờ là Thái thường là đi gọi là đi lên đây gọi là sống cũng nhiều năm trên đây rồi. Nhiều năm ta? 9 năm chưa? 7 năm rồi. Thì em thấy lên đây cái sự linh thiêng như thế nào? Lỡ anh em mình đã có duyên về đây rồi, anh kể nghe những cái câu chuyện của riêng em thôi nha. Đang sông lọc. Đang sông lọc nhiều quá. Nói sự linh thiêng của rừng á, một trong những mà cái trải nghiệm mà em nắm rõ nhất á là cái đợt đó em cũng do lần đầu tiên, do cũng mới đi rừng là thấy cảnh lạ này nọ mình thích, mình lấy bắt đầu mấy muốn là đem một cái gì đó đem về làm cái nệm. Cái đợt đó em mới lấy đá về, nhưng mà đợt đó đây khi lấy em không có xin phép, nhưng mà đợt đó cũng chủ quan cái chuyện đó nên là lấy không xin phép. Khi mà lấy xong hết rồi, khi bỏ vào túi rồi thì mới thấy một cái cảm giác gì đó nó không an toàn và biết sẽ có cái gì đó nó nguy hiểm. Thì khi từ đó mình đi ngược lên cái thác và trên đường đi xuống, thì bây giờ phải đi ngược nó lên.
khi đi lên á, thì bắt đầu mới gặp tai nạn, gặp từ đó trở dài lên, trở lúc về luôn. Thì đúng hơn nữa là khi mà bước lên một cái nhánh cây thì bước lên nữa thì nó sẽ bị kẹt kẹt cái chân ở chính giữa. Là chính cái chân em kẹt xuống chứ. Đúng rồi, chân này kẹt lại. Oh. Cái này kẹt lại giữa hai nhánh cây. Rồi đó bắt đầu mới thấy có gì đó nó không ổn rồi. Vẫn cứ đi tiếp do anh bạn nó đi trước. Bắt đầu đi theo sau. Đó chỉ có hai anh em thôi. Thì đi theo sau nữa thì lên đó mới đạp đá. Đạp đá đi chân không, đạp đá về cái những mảnh găm á mà dính vô chân á. Là chính là những bánh găm mà có một loại đá mà đang lấy về luôn. Ồ. Ồ. Rồi mới lấy nhành tre bẻ ra để nó vào lẫy ra. Mà nhiều không? Nhiều, dính cả hai chân luôn. Hai chân. Để đó về xong rồi mấy đi lên đó cũng về được. Về được nhưng mà về sau đó đi ra suối chơi rồi nè. Thì bị dập chân vô đá, cứ dập miết vậy á. Cứ bị dập chân vô đá hoài. Rồi đó về xong rồi mấy bỏ hết, mấy đá bỏ hết, không đem người nào về hết. Đó là câu chuyện em kể nhiều. Ở đây là một trong những cái thác rất là đẹp luôn. Nếu mà chúng ta đi du lịch đó, chạy lên anh đây để trượt từ trên đây, trượt dài xuống dưới đây, quá đẹp luôn. Thiên nhiên hùng vĩ chưa? Như mình đây là người bản địa đây, mình sống cũng gần 30 năm rồi, thì mình cũng có đôi chút mình muốn chia sẻ với các bạn. Như cái khu du lịch chỗ mình đây, cái thác Rồng Ma đây, thì nó cũng nhiều xảy ra nhiều vụ tai nạn rồi, thậm chí một lần ra đi cả ba tính mạng, chỉ trong vòng một đợt thôi, ba tính mạng con người đã ra đi. Cho nên thứ nhất mình đi du lịch tại cái khu du lịch này á, mình hạn chế uống bia rượu những chất có cồn. Và khi mình đã uống bia rượu một phần nữa, mình không làm chủ được cái con người mình. Bắt đầu rồi mình thích, mình bơi, mình nhảy, mình lội đồ này kia. Mà trong cái đó thì nước ở đây với là các bạn thấy rồi đó, đá này, xung quanh đều là đá hết. Mà nước thì ở đây rất là sâu, mà các bạn nhìn là nước là nó nông, nhưng mà thật sự rất là sâu và lạnh nữa. Cho nên các bạn cần phải lưu ý cho mình những vấn đề như vậy. Chúng ta gần tới cái tảng đá mà bí ẩn nhất trong cái khu vực này rồi, cho nên hãy đi thêm chút nữa nha. Rồi gần tới rồi. Đây là cái vực nha cả nhà, cho nên là đi rất là khó. Chúng ta cần những cái đầu bám như thế này. Mọi người thấy cái chân của Quang không? Rất là khó để đi. Hình như cái đường này em thấy cũng có nước rất là nhiều, có thể là trời mà mưa nhiều, nước nhiều là nó sẽ chảy hết đường này hả? Đúng rồi. Nếu mà nó tràn qua cái bờ này là nó chảy qua bên này. Đây là cái hoa sim. Hoa sim. Ôi những đồi hoa sim, đúng không? Chính ôi xác những đồi hoa sim. Thấy là làm ta buồn nhá. Đan Nguyên mà có coi clip này chắc Đan Nguyên phải tranh thủ mua vé máy bay chạy về đây ngắm hoa sim quá. Đây là hoa sim nè. Cái này là người ta làm chổi nè, chắc miền Tây chắc không có đâu ha. Có. Có luôn hả? Miền Tây có cái này. À. Ở nhà em cũng có cây chổi này nha. Lại gần nó có mấy cái con ấy. Con gì không... Con gì mà nó hay cắn bò, trâu rồi á, nó hay ở... Con ve à? Con ve, con ve. Ve nó hay ở mấy chỗ này lắm. Đừng. Nó hay ở đó, tí tối về rồi nó cắn nữa đó. Nó đi rồi không sao đâu. Tưởng cái là nó đi hả? Tưởng cái là đi hả? Anh, cái cầu này là cái cầu của đập thủy điện làm luôn hả? Đúng rồi, cầu đập thủy điện. Đẹp quá ha. Có cây cầu này mình cũng thuận tiện mình đi rừng rú này kia. Thường là phải băng qua con suối như thế này. Thường là phải băng qua suối và lại mình phải đi bộ, không có đi xe máy được. Lần mà đi bảo vệ rừng á, là mình phải đi bộ chứ không có đi xe máy. Quá đẹp luôn nè, mọi người nhìn cảnh dữ kìa, đẹp chưa? Quá trời đẹp luôn. Quá đẹp luôn. Anh ơi, vậy là cái tảng đá đó nằm ở đâu?
Nó nằm ở khúc nào ta? Tảng đá là nó nằm hướng khúc trên này này. Vậy thôi anh em mình lên trên kiếm nha. Ngay cái giữa cái lòng hồ đó luôn. À là cái đó đó hả? Là cái tảng đá đó hả? Quay quay ngay, lại coi đi kìa. Ngay trung tâm luôn. Thấy chưa, đẹp chưa? Đó. Ngay tảng đá giữa hồ luôn đó, là cái tảng đá đó đó. Là rất là bí hiểm đó, tại nơi đây gọi là một cái cô gái hóa đá ở đó, cũng như là những cái câu chuyện huyền bí. Bây giờ mình lên trên đó. Anh ha, sao? Cái này ở đây là cái gì? Là đây là cái nơi mà để mà người ta cúng á, để cho người nhà, người thân mà có người bị tai nạn á. Chết ở đây? Chết ở đây. Anh, nhưng mà ví dụ tính 10 năm chết ở đây thì một năm khoảng chừng 3-40 chết không, hay là nhiều hơn nữa? Nói chung là năm nào cũng có ít nhất phải một người. Ít nhất một người? Ít nhất một nhiều người. Nhiều nhất là 10 nhiều người nhất, không? Nhiều nhất là không tới, nhiều nhất như cái hồi trước còn phải 3-4 người á. Ồ, vậy là vong linh ở đây khá là đông đúng không? Rồi thôi, bây giờ mình người... tiến hành tới đó đi. Anh nó nằm khúc nào ở đây phải không anh? Ngay khúc này đó anh. Đây, nằm thẳng đây luôn. Ồ. Cái này hả sư huynh? Đúng rồi, chính xác nó. Đây. Mình qua bên kia được không ta? Mình đi đường lên được, đây. Được, đi vòng lên đây là lên trên đây được không? Quang sao lên được không? Anh đây, lên được, lên được. Được, được ha. Nắm em được không? Ok. Đây trơn nha, mưa là không lên được đâu nha. Ở đây mưa là không lên được, đá đây là đá trơn trượt mà. Bạn cameraman rất hay luôn, bạn đi được vậy rất hay, rất rất hay luôn. Câu hai là không đi được rồi, bây giờ xuống đây ha. Ồ, nước cũng trong quá mà. Dạ. Dạ. Nước ở đây rất là trong, mình nhìn thấy đáy. Mình tưởng đâu là nước là nó nông, nhưng thật ra thì nước ở đây mình nhìn vậy nhưng mà nó rất là sâu. Ô, cá, có cá nữa nè. Dạ, mình thấy là cá luôn. Anh có thể kể sơ về cái câu chuyện tại cái hòn đá này được không? Tảng đá này thì trước đây thì ông bà mình hay kể cho con cháu á, thì mình cũng được cho ông bà kể, mình cũng có nghe. Thì đá này á, là trước đây á, là tại vì cái buôn mình là hồi trước là gần đây mà. Tí già làng sẽ kể cho mình chi tiết hơn. Thì trước đây là buôn của mình là khúc trên này. Sau cái thời Pháp kia thì người ta dồn ấp này kia, thì người ta mới đẩy buôn làng của mình là về cái vùng thấp ở dưới này. Thì trước đây thì bà con trong làng của mình hay đi sinh hoạt này kia, tắm rửa này kia, là mình hay ra suối này mình sinh hoạt tắm rửa, có lễ hội này kia. Thì cứ vào buổi chiều thì các chàng trai cô gái thì người ta hay tắm ở xung quanh đây. Thì nghe ông bà kể thì có một hôm thì chỉ có một cô tiên nữ đó ở trong làng mình luôn. Thì ở đây tắm thế là có một vị thần xuất hiện. Vị thần đó là tên là Ayamja, hay kể là Ayamja, tên là Ayamja đã muốn chinh phục cô gái này, nhưng mà cô gái này nhất quyết thì cũng một lòng một dạ theo có người yêu, tức là không có theo ông này. Dạ rồi, hiểu rồi. Thì ông này mới giống kiểu là không được á, là không được cái lòng tình cảm của cô này á, thì mới hóa cô này thành cái tảng đá này. Và cho đến bây giờ thì cái tảng đá thì nó vẫn hiên ngang mà sừng sững cho đến tận bây giờ. Dạ rồi,
là nhiều người thì họ đến đây thì họ không biết đâu. Tuy nhiên là nhờ anh Yên và những người đồng bào chúng ta kể thì mới biết được. Tức là ngày xưa thì tới cái ngày lễ hội, rất là nhiều người đến đây chơi. Thì có một cô rất là xinh đẹp. Thì cô gái đến đây chơi thì có một vị thần giữa cái con sông, giữa con suối này nè. Thì vị thần đó để ý cô gái này. Tuy nhiên thì cái cô gái này thì không chấp nhận vị thần đó. Trên cái vị thần này oán tức là mình đó là sao mình là có vị thần bao nhiêu người người bên cạnh mình là không đã muốn rồi mà sao cái cô gái làm gì bắt cô gái đó chết tại đây và hóa cô gái thành cái tảng đá như thế này. Thì không biết là gương mặt này có giống một cô gái không, mọi người cứ nhìn đi. Ở đây cái mặt này không biết cái mặt này mình nhìn ra hay không ha, hay là cái mặt khác ta. Đó là cái đầu thôi đúng không, nếu mà nói là cô gái là cái đầu thôi ha. Cô gái là tóc dài đó, mình phải đứng một cái đứng ở trên này, trên này là mình có thể thấy nó rõ hơn. Là cái tóc dài buông dài xuống. Quá to luôn ha, cái tảng đá này cái chiều ngang, chiều dài này kia bao nhiêu anh ha? Này nói về là chiều ngang chắc phải hơn 7 mét. Hơn 7 mét? Hơn 7 mét. Còn chiều dài? Chiều cao đúng không? Chiều cao đúng không? Chiều cao cái này phải chắc phải cỡ 10 mét, 10 mét trở lại. 10 mét trở lại. Mà nặng thì chắc là hàng trăm tấn rồi. Nặng cho không được rồi ha. Đây giống như con mắt anh Yên. Con mắt vậy ha. Đây là cái giống cái mặt, phía sau là cái đầu tóc. Cái đầu có đầu tóc. Em hiểu rồi, đây là gương mặt nhìn qua cái rừng. Với cánh rừng phía trên, đây là cái mái tóc xõa dài xuống. Đấy, đây cũng đấy, là một thế mình đang tắm về nè, đang tắm xuôi về nè. đúng rồi, đây là cái lỗ mũi này ha. Anh biết sao không, thì em nghe nói là trong cái khu vực này có rất là nhiều gọi là vong linh cũng như là những người mà đã từng khuất tại khu vực này. Cái thứ hai nữa là ở trong khu vực này thì vẫn có những cái gọi là cái linh hồn có thể là chưa có siêu thoát. Cho nên là cũng mỗi năm cũng phải bắt một số người ở nơi đây. Cho nên em hôm nay có duyên về đây thì em cũng muốn thực hiện một cái nhiệm vụ tại nơi đây. Thì em có đem một cái điều khá là lý thú trong mặt tông. Thì đây là cái hộp em hay đi mang theo bên mình. Thì có rất là nhiều ha, bây giờ chứng cho em sử dụng cái này. Đây là một cái miếng mạng Đà La của thế giới. Thì cái miếng mạng Đà La này theo mật tông á thì nó sẽ giúp nếu mà bỏ xuống nước trong cái khu vực của trong cái khu vực nước á thì tất cả những sinh linh hay là những cái người đã khuất á thì họ sẽ đi qua cái miếng này, nước chảy đi qua miếng này thì tất cả những sinh vật ở trong đó cũng như những vong linh sẽ được siêu thoát. Thì đó cũng là một cái rất là hay, anh thấy như sao? Nếu đây mà cứ như anh Quang nói thì rất là tuyệt vời. Tại vì ở khu vực đây thì chưa ai làm, chưa hầu như không ai làm. Dạ rồi, ở đây là bột bột này, bột Tây Tạng là để cúng dường cho các vị mà nếu mà ai mà ngửi được cái hương này á thì họ cũng có thể là giống như họ ăn á một cái hương để họ mình cúng dường cho họ. Ông quẹt hồi nãy đâu ta? Rất là hay luôn, nếu mà mọi người đi theo trong rừng nè, ở trong chỗ nào vắng hay là người ta không có bạn đốt những cái bột này lên, nó giống như là giống kiểu chỗ nào ngang vậy đó, âm khí đúng rồi, âm khí nhiều đốt lên rất là tốt. Đó, những cái hơi khói nè. Là nó từ nó cháy đó y nhang vậy. Đúng rồi, y như nhang vậy đó, nhưng mà sẽ đốt nhiều nhiều đi. Đây này là của mật tông. Thì coi như là anh á, cái vùng của anh á thì ở đây thì anh có biết được rất là nhiều cái thông tin hay. Đó, nghe mùi thơm không? Tại vì ở đây á là cái bột này được làm từ Tây Tạng. Đồng thời rất là nhiều các vị lạc ma trì chú vô bao nhiêu ngàn cái biến chú vô đây cho nên nó rất là nhiều cái công dụng rất là hay. Đó, thì hôm nay đây là cái những cái phương pháp mà tu tập á thì tôi nghĩ cũng giúp cho những người ở đây. Rồi. Hy vọng rằng những bậc sinh linh ở dưới kia hay là những quý vị nào mà chưa siêu thoát thì nghe thấy những lời anh Quang nói. Mong là các chư vị ở đây nếu mà có mặt ở nơi đây thì hãy cùng nhau cúng dường, cùng nhau siêu thoát. Thì Quang hồi hướng công đức của Quang cho các chư vị. Mong là các chư vị có mặt tại nơi đây thì hãy nghe kinh kệ tu tập để hướng tới con đường thiện lương. Và cho Quang kết nối với Ngài A-di-đà để Ngài hướng cái điều đó về Phật Pháp, hướng về cái ánh sáng của Phật Pháp và giải thoát về Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ta Bà. 1, 2, 3, Nam Mô A Di Đà Phật. Thế là cũng xong được một cái video tại trong cái khu vực của thác của chúng ta. Thì tối hôm nay cũng có rất là nhiều câu chuyện hay. Thì mấy bạn tiếp tục cái hành trình cùng Quang ở đây 4 hoặc là 5 ngày để trải nghiệm nét văn hóa tín ngưỡng con người của Tây Nguyên, đặc biệt là Đắk Lắk, hay là chính xác hơn là gì? Người dân tộc ED bản địa Krông Bông. Krông Bông. Ok, và
hãy theo dõi và nhấn chuông để Quang có cơ hội đi xa hơn. Đồng thời hãy đón tiếp cái tập 2 còn hấp dẫn hơn nữa. Và tối nay chúng ta sẽ gặp thầy Gia Lan. Thầy Gia Lan cũng là thầy Pháp. Thầy Pháp luôn. Nói về những cái nét văn hóa tín ngưỡng tại nơi đây. Vậy ha. Chào bạn.